Chào cả nhà nha. Hôm nay mình quay cận cảnh quay gắn mối giờ 7 cho cả nhà xem để tí mùa dịch nha. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Mong cho mau qua hết dịch tận mình còn đi làm nữa cả nhà. Ở nhà hoài cũng buồn. Rồi bây giờ mời cả nhà theo dõi cùng mình quay cận cảnh gắn mối giờ 7 nha cả nhà. Xem thấy hay yêu thích thì cho mình một like nha, chia sẻ mình Facebook cho nhiều người cùng xem chứ. Ai chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Đăng ký nhấn vô chữ đăng ký màu đỏ, xong rồi mình nhấn vô cái chuông chỗ có chữ tất cả đó. Nhấn vô chữ tất cả. Đằng khi mình up video lên nó sẽ thông báo tới cả nhà liền. Đăng ký hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Rồi mời cả nhà theo dõi cùng mình 7 gắn mối nha, xem giải tí nha cả nhà.
Video này chỉ mang tính chất giải trí nha cả nhà. À, mình là mình đăng lên cho cả nhà xem giải trí trong những ngày giãn cách nha. À, rất mong là cả nhà ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha.